Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em một cái bài số 1 và chúng ta đã nắm được khái niệm thế nào là hàm số, đúng không nào? Và chúng ta đã biết cách tính giá trị của hàm số rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 2, đó chính là mặt phẳng tọa độ đồ thị hàm số. Thầy nói với em là đáng lẽ những cái phần này á, trong chương trình cũ thì chúng ta được học ở chương trình lớp 7 em. Nhưng mà ở trong chương trình mới thì tới chương trình lớp 8 chúng ta mới được học. Nên là nó cũng không quá gọi là quá khó ở cái phần này, nên chúng ta cứ yên tâm nha. Với lại nó tùy theo cách viết của mỗi sách nha, có những sách người ta viết rất là rõ và thể hiện ví dụ mặt phẳng tọa độ rồi cái đồ thị hàm số nó cực kỳ rõ, nhưng mà có một số sách người ta viết nó lần quần mục đích hướng tới thì cũng cho chúng ta biết trục tung rồi trục hoành rồi góc tọa độ rồi biểu diễn một điểm trên cái mặt phẳng tọa độ rồi cái cách vẽ đồ thị hàm số y bằng ax chẳng hạn. Tuy nhiên có một số sách người ta đi lòng vòng rất là khó hiểu, nên là tùy theo cảm nhận của em và thầy sẽ cố gắng bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm dạy của mình online cũng như là trên trường, là thầy sẽ cố gắng chỉ rõ để chúng ta nắm được thế nào mặt phẳng tọa độ và cách vẽ một điểm cũng như là vẽ đồ thị hàm số em nha. Các em cứ yên tâm. Ok, như vậy ở đây câu hỏi khởi động này, người ta hỏi các em gì đây? Ở lớp 6 ta đã biết rằng mọi điểm trên bản đồ địa lý được xác định bởi một cặp gồm hai con số tọa độ địa lý là kinh độ và vĩ độ. Chẳng hạn tọa độ địa lý của Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội là 21 độ 01 phút Bắc, chữ B đây là Bắc này, 105 độ 51 phút Đông, đây là Đông này, đây là Bắc này. Trong toán học, cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng được gọi là gì? Đó nè, nghĩa là nếu như ở trên mặt phẳng tọa độ á, thì thường nó sẽ có hai trục như này các em, thường ở đây là trục y, đây là x, đây là trục tung này, đây là trục hoành này, đây là góc tọa độ này. Thì cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng được gọi là gì? Thì đó chính là mặt phẳng gì? Mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng tọa độ. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thế nào là mặt phẳng tọa độ và cái đồ thị của hàm số được biểu diễn như thế nào và vẽ như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 1 nha. Giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 1 em. Hình 2 là một dạng phép chiếu bản đồ có đường kinh tuyến. Từ nè. Đây, rõ chưa? Rồi. Kinh tuyến và vị tuyến đều là đường thẳng luôn. Rồi. Mấy cái này người ta giới thiệu để liên quan thôi em. Cái này về phần địa lý nha. Chúng được biểu diễn bởi hai trục OX và OY trên mặt phẳng hình 3. Nếu nhận xét về hai trục OX và OY. Ở đây chúng ta thấy ở hình 3 này, hai cái trục OX và OY chắc chắn nó sẽ vuông góc với nhau tại điểm nào? Tại điểm O, và cái O này người ta gọi là góc tọa độ em nhé, góc tọa độ. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có nhận xét là gì? Hai cái trục. Rồi đó chính là gì em? Hai trục OX và OY. Nó như thế nào? Vuông góc với nhau và giao nhau tại đâu? Giao nhau tại O, và sau này O này người ta gọi là góc tọa độ em nhé. OX này người ta gọi là trục hoành và OY này người ta gọi là trục tung. Cứ bình tĩnh, cái này người ta mới giới thiệu thôi chứ chưa có đi vào đâu nha. Rồi chúng ta đi sang phần tiếp theo này. Đây có cái kéo này, cắt xong thì bỏ trong đây. Rồi chúng ta đi sang phần tiếp theo này. Ta định nghĩa này, trên mặt phẳng tọa độ ta vẽ hai trục số với nhau rồi. Ở đây chúng ta nhìn này, OY, OX, OY cách trục tọa độ. Các em nhóm tại chỗ này, OX là trục hoành. Trục hoành sau này người ta gọi là hoành độ. Hoành độ nghĩa X là hoành độ. OY người ta gọi là trục tung. O gọi là góc tọa độ. Cái này phải học thuộc các em nha. Mặt phẳng có hệ trục tọa độ OY gọi là mặt phẳng tọa độ OY. Được chưa? Chúng ta phần này chúng ta ghi vô để học. Nhớ OX đó chính là trục hoành, OY là trục tung, và O này chính là góc tọa độ. Góc tọa độ thì nó sẽ có tọa độ đó chính là 0,0 em nha. Góc tọa độ thì nó sẽ có tọa độ là 0,0. Ok.
Tí thầy chỉ em cái cách biểu diễn điểm trên mặt phẳng thủ độ, đừng có lo. Có thầy dạy đừng có lo nha. Bây giờ này, ở trên em nhìn thầy ở hình 4 này. Đây là cái trục OI, là trục tung này, trục hoành này, giao nhau ở đây. Ở đây nó chia thành 4 phần này, phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4 này, gọi là góc phần 4 đấy. Nếu ở phía bên đây, góc phần 1 này nó toàn bộ là dương, nghĩa là nó nằm ở phía bên đây là OX là dương này, OI dương này. Nếu ở nằm phần 2 thì OI dương và OX này là âm này. Phía bên này em nhìn để thầy vẽ cho nó dễ hiểu hơn này. Em nhìn này, tại vì người ta đã vẽ sẵn nên khó hiểu lắm. Ở đây là OI đúng không? Gió gì ta? Em thấy nó ù ù không? Hơi gió đúng không? Tại vì thầy ngồi gần cửa sổ để thầy quay nên là hơi gió nha. Đây là OI này. Đây là OX này, em nhìn này. Ngay chỗ đây nó cách nhau, đây là tại O này. Phía bên này này, em biểu diễn này, từ O gọi là phía bên phải và phía bên trái. Nếu mà phía bên phải á thì ở đây chúng ta chia này, một đơn vị. Một đơn vị thì nghĩa là từ O cho tới đây là một đơn vị, thì ngay chỗ đây á là số mấy? Số 2. Nếu như chỗ đây mà một đơn vị, nghĩa là cứ một ô này là một đơn vị mà ngay chỗ đây là một, mà ngay ở đây chúng ta lên là 3 hoặc 4 là các em sai ngay. Nghĩa là chúng ta phải chia để cách đều, nó phải cách đều. Ở đây 1, đây 2 thì chắc chắn chỗ đây phải là mấy? Là 3. Chỗ này phải là mấy? Là 4. Chứ các em nhảy lên 5, 6, 7 gì đó là các em sai ngay. Các em hiểu không? Thì phía bên đây là số dương, thì ngược lại nó nằm ở phía bên tay trái này sẽ là số âm. Âm 1 này, âm 2 này, âm 3 này, âm 4 này. Đó, các em hiểu nào? Đấy, thầy đóng cửa sổ lại em, do nó gió ù các em sợ em không nghe. Thầy nóng xíu ngược ha. Còn bên phía trên trục tung này, ở đây là một đơn vị thì trên đây là dương nha, phía trên là dương, phía trên này là dương này, ở bên đây dương này, ở bên đây âm này, ở phía dưới là âm, ở trên là dương mà dưới âm, bên phải là dương thì bên trái là âm. Ở đây 2, cứ nhớ như vậy, chia đều ra. 4 thì dưới này sẽ là âm 1, âm 2. Chúng ta phải hiểu cách chia này trước. Chứ bây giờ trong sách người ta viết rồi thì đâu có giảng được, đúng không? Bây giờ như này hiểu chưa? Thì phía bên đây là phần thứ nhất này, phần 2 này, phần 3 này và phần 4 này. 4 là mẹ các em. Đó. Thì ở đây là chỉ là dương này phần 1 này. Ở phía phần 2 này là đây dương và đây âm này. Ở phần 3 này là đây âm này. Phần 4 này đây dương và đây âm này. Đó. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp tục em. Rồi, chú ý các đơn vị độ dài trên hai trục được chọn bằng nhau. Nếu không có lưu ý gì thêm. Nghe đây 1 thì bên đây là âm 1. Đối nó đối xứng với nhau và ô này, nó đối xứng với nhau và ô. Phần này các em đọc đi. Rồi. Bây giờ về cái phần trục tọa độ này đã hiểu chưa? Đã hiểu cách chia chưa nào? Ví dụ này, chúng ta không thích 1. Ở đây nhìn này, đây là Y, đây X đúng không? Đây O đúng không? Nếu em không thích 1 thì ở đây từ O này, đây là 2. Thì chỗ này thầy đố em sẽ là mấy? 3 hay là 4? Chắc chắn phải là 4. Đây phải là mấy? Nghĩa là cứ một O này là 2 đơn vị thì bên đây sẽ là âm 2, âm 4. Bên đây nữa là âm 6. Thì trên đây sẽ là 2, ở đây là 4, ở đây là 6. Cứ như vậy. Chúng ta chia miễn sao cho nó đều nhau là được. Em hiểu không? Rồi, ok. Hiểu chưa? Đấy. Rồi bây giờ cái quan trọng là bắt đầu từ phần 2 này này. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ này. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ này. Phần này thầy sẽ giảng rất kỹ nha. Cho điểm M trên trong mặt phẳng tọa độ y hình 6. Hình chiếu của điểm M trên trục OX là điểm nào trên trục OX? Hình chiếu của điểm M trên trục OX là điểm nào? Nha. Như vậy hình chiếu của điểm M trên trục hoành OX có tọa độ đó chính là số mấy đây? 4. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi câu này là này, hình chiếu của điểm M trên trục OX là điểm hình chiếu cho tới chỗ là điểm có tọa độ. Ở đây đó chính là gì? Đó chính là tọa độ, đây chính là 40 này. Trên trục OX. Trên trục OX. Câu B. Hình chiếu M trên trục OY. Đây. Em thấy nhìn ra này.
đó chính là 03 đúng không? 03 này, đây là 40 này. À, như vậy thì ở đây hình chiếu này là điểm, là điểm cắt tọa độ đây là 03 trên trục OI. Vậy thôi. Được chưa? Nên thầy nói cái quyển sách cái này nó ghi có vẻ ít rõ em. Từ từ. Nhận xét này, cặp số 43 được gọi là tọa độ điểm M trong mặt phẳng tọa độ đi, đúng không? Qua bên đây này, từ từ nó hơi hời hợt một tí nữa thầy sẽ tổng hợp lại ở trên cái hình của thầy. Bình tĩnh em nha. Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ đi này, giả sử điểm M. Rồi. Ở đây là A là A ở đây. A ở đây người ta gọi là hoàn độ và B này là tung độ. Rồi. Thầy sẽ làm của thầy cho em dễ hiểu hơn này. Em nhìn đây này. Em nhìn đây nha. M ở đây có tọa độ là AB đúng không? Thầy làm của thầy nó sẽ chắc chắn nó sẽ dễ hiểu hơn cái quyển sách này. Nhìn này. Y này. Ở đây là X. O này. A này thì em nhớ đây chính là hoàn. Cái thằng nào mà viết trước á gọi là hoàn độ. Thằng nào viết sau đó chính là tung độ. Tung độ nghĩa là Y, mà hoàn độ nghĩa là X. Em hiểu nào? Và trong đây nó dù hoàn độ này nó cũng có hai trường hợp, một là dương hay là âm. Tung độ cũng vậy. Nếu như giả sử như nó là dương, giả sử như dương thì nó A nó nằm ở đây. Còn nếu như nó là âm A thì nó nằm ở đây. Em hiểu không? Còn nếu B, giả sử B ở đây, nó là dương. Còn nếu nó là âm B thì nó nằm dưới đây. Giả sử M là AB thì chúng ta sẽ nối hai điểm này, nhớ cái đường này này. Cái đường trục hoành này thì cái đường này nó sẽ song song trục hoành. Còn cái đường này này thì cái đường này nối xuống ở đây nó sẽ song song trục tung. Cái đường này nó sẽ song song trục tung và đường này sẽ song song trục hoành. Và chúng ta sẽ biểu thị nó là nét đứt. Còn ví dụ như M ở đây thầy ghi là âm AB đi, ví dụ thế. Âm AB thì âm A ở đây, B ở đây thì đây. Chúng ta kể lên song song. Đây chính là M. Còn giả sử M ở đây thầy cho là âm A, âm B đây. Thì đây, âm A, âm B đây. Chúng ta kể xuống đây, M nằm đây. Cứ như vậy, em hiểu không? Bây giờ này, em nhìn này. Giả sử như bây giờ thầy biểu diễn các cái điểm sau. M là tọa độ là 1, 2 này. N âm 2, 1 này, ví dụ thế. Điểm Q tọa độ là 0, 3 đây, ví dụ thế. Điểm B sẽ có tọa độ là âm 4, 0 này, ví dụ thế. Nghĩa là khi mà chúng ta biết cách biểu diễn rồi thì bất kỳ người ta cho điểm nào chúng ta cũng sẽ làm được. Em nhìn này, ta vẽ hệ trục tọa độ ra. Chúng ta đáng lẽ dùng thước nhé, ta dùng thước đàng hoàng chứ không dùng tay giống như thầy nha. Rồi tại vì thầy giảng thầy cho nó nhanh á để chúng ta hiểu. Đây là Y này, ở đây là O này và đây là X này. Chúng ta sẽ lấy cứ một O là một đơn vị, như vậy đây là một, ở đây 2, ở đây 3. Ở đây chúng ta nên canh ở đây là chúng ta thấy là hoàn độ ở đây là 1, âm 2, 0 và âm 4 thì chứng tỏ là nó cũng không lớn nên chúng ta sẽ lấy một đơn vị. Nhưng ví dụ như giả sử như nó là 50, 15, 20 đồ á thì chúng ta phải lấy khác chứ không phải là một ô là một đơn vị nha. Lấy lớn hơn. Ở đây là 5. Thì trên đây nó sẽ là 1 dương ha. Phía trên là dương. 3 4 và 5. Ở phía bên đây là âm này, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Dưới đây âm này, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 và âm 5. Ha. Thì đóng cửa này sao? Gió thế. Rồi. Bây giờ chúng ta ký hiệu điểm M12 này. Điểm M12, số 1 này đây chính là biểu thị đây chính là X. Số 2 này biểu thị đây chính là Y. Em hiểu không? Như vậy X ta là bằng 1 là đây, Y bằng 2 là đây. Thầy nói là này, X bằng 1 này, X bằng 1 này, Y bằng 2 này. X bằng 1, Y bằng 2. Thì bây giờ người ta nói, nhớ vỉ song song với trục này nhá. Song song trục này. Và thằng này song song với trục hoành. Đây chính là điểm M. Đây có tọa độ là 1, 2 này. Điểm N có tọa độ là âm 2, 1. Âm 2, âm 2 đâu? Đây là X này, đây là Y này. Âm 2 đây. Đây là X này. 1 đâu? 1 đây. Như vậy chúng ta có này.
bị song song lên để nó giao nhau, cắt nhau tại đây. Đây chính là điểm N này. Bây giờ điểm Q của chúng ta là có tọa độ là 0,3. 0 nghĩa là x bằng 0 và y bằng 3. X bằng 0 là chỗ này. X bằng 0 là ngay chỗ này đúng không? X bằng 0 này, y bằng 3 chỗ đây, chứng tỏ cái điểm Q này nó sẽ nằm trên trục tung là Q ở đây. Hiểu chưa? Cái điểm B ở đây là x và đây là y. X bằng -4, x bằng -4 đây. X bằng -4, y bằng 0, y bằng 0 đây thì chứng tỏ cái anh B này nó sẽ nằm trên trục hoàn B. Giả sử như thầy cho tiếp, ví dụ điểm E có tọa độ là 3,0. Cái điểm F có tọa độ là 0,4 ấy, ví dụ thế. Ví dụ E 30, đây ở đây là x bằng 3, y bằng 0. X bằng 3 đây, y bằng 0 thì chứng tỏ đây chính là điểm E nằm ở đây, nằm trên trục hoàn. Điểm F nghĩa là gì? Từ nay trở về sau, nếu như tung độ bằng 0, tung độ bằng 0, nhớ nha, tung bằng 0 thì suy ra điểm đó sẽ nằm ở đâu? Nằm trên OX, nghĩa là trên trục hoàn. Còn nếu hoàn bằng 0, nếu hoàn bằng 0 thì nó sẽ nằm trên OY. Đây, hoàn bằng 0 này, hoàn bằng 0 mà ở đây là -4 thì chứng tỏ nó sẽ nằm ở trên OY, ở đây là chính là F. Hiểu chưa? Còn ví dụ như người ta cho đầy đủ có hoàn và tung thì cứ thế mà chúng ta nối lại thôi. Bây giờ chúng ta đã hiểu chưa? Tất cả các điểm khi người ta cho, chúng ta đều biểu diễn được ở trên mặt phẳng tọa độ được. Đúng không? Vậy thôi. Ok. Rồi. Thì đó quan trọng lắm nghe em. Như vậy nãy giờ thầy đã phân tích và hướng dẫn em cái cách biểu diễn như vậy đã ok chưa? Cho mặt phẳng tọa độ đi, hình 8 xác định tọa độ điểm D, E, F như này. Điểm E đúng không? Em nhìn đây thầy chỉ nè. Điểm E thì nếu mà hoàn thì em hạ vuông góc xuống đây. Như vậy hoàn đây chính là -2 này. Ở đây chúng ta phan ngang qua đây. Như vậy E này nó sẽ có tọa độ là -2. Hoàn ta phải viết trước nha, không còn phải nhìn người ta giải. Cái điểm G, em thấy G ở đây nó nằm ở trên trục hoàn không? Cứ anh nào mà nằm trên trục hoàn thì nghĩa là tung bằng mấy? Tung bằng 0. Như vậy ở đây G, ở đây em thấy -3 thì nó sẽ là -3,0. Đúng không? Nhìn cái điểm F này, cái điểm F nó nằm trên trục gì? Trục tung. Cứ anh nào nằm trên trục tung thì hoàn độ sẽ bằng 0 và tung độ bằng ở đây là gì? -3 này. Cái điểm D đây, chúng ta sẽ nối này. Nối đây và nối đây. Chứng tỏ đây là số 1, ở đây là -2. Thì chứng tỏ D này chúng ta viết hoàn trước là 1,2. Đúng không? Còn điểm nào nữa? Điểm O. Cái điểm O ở đây thì góc tọa độ O đây nó chỉ là 0,0. Nhớ lại như vậy. Nghĩa là ở đây nó cực kỳ dễ luôn khi mà chúng ta hiểu nha. Cái ví dụ 3, trong mặt phẳng tọa độ OD hãy nêu cách xác định điểm A 3 -2. Cách xác định điểm thì qua điểm đây này, chúng ta dựa cái này để chúng ta làm phần này nha. Qua điểm 3 trên trục OX kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Đúng không? Đây này, ví dụ ở đây chúng ta hình dung. Nếu như ở đây chúng ta biểu diễn A 3,2 đúng không? 3 đây. Kem nhìn là 3 này, -2 đâu? -2 đây. Như vậy nếu chúng ta xác định điểm A là đây. Ghi bằng nét đứt. Đây chính là điểm A này giao chỗ đây này. Đó. Người ta nói là qua điểm 3 này trên trục OX này, kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX đây. Qua điểm 3 này, kẻ cái đường vuông góc với trục OX này. Qua điểm -2 này, kẻ vuông góc với trục OY này thì hai đường này nó sẽ cắt nhau tại đâu thì đó chính là điểm A. Trong mặt phẳng ta làm phần luyện tập 1 này, trong mặt phẳng tọa độ đi hãy nêu cách xác định các điểm này. Thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta làm này. Dựa vào cái bài này để chúng ta làm nha. Đó, dựa vào cái này để chúng ta làm này. Ví dụ cái này, qua ở đây chúng ta thế bởi một cái này qua -1. Qua điểm -1 này trên trục OX ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Đây qua điểm 2 trên trục OY ta kẻ đường thẳng vuông góc. Hai điểm khác nhau ở đây chính là điểm A, đây có tọa độ là gì? A đây sẽ là -1,2. Là thầy đã làm xong cho chúng ta cái điểm A này này.
Còn nếu bây giờ mà vỉ biểu diễn nha, ví dụ giáo viên yêu cầu thì em lên vỉ biểu diễn mang này á, ở trên trục số thì thầy sẽ vỉ như sau. Để em xem luôn. Dễ lắm em, ở đây là y nè, ở đây là x nè, ở đây là 0, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn là âm, từ từ, chúng ta ở đây là 1, 2, 3, 4, nó không khó nhưng mà điều nó hơi lâu thôi. Phải vỉ rồi phải ký hiệu mang này này. Âm 1, âm 2. Nếu có thước chúng ta đo đạt cho nó chính xác những cái khoảng cách này. Ở đây âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Rồi. Bây giờ này, âm 1, 2, âm 1 đâu? Âm 1 đây. Ấy từ từ, ở đây là trục khoan là âm 1 đây. Âm 1 đây, 2 đây. Thì qua cái điểm âm 1 chúng ta kỹ đường vuông góc với lại trục gì? Trục hoành. Qua điểm âm 2 chúng ta kỹ đường vuông góc với trục tung thì giao nhau ở đâu? Đây chính là điểm A này. 22, 22 dương hết. Đây, 2 này, 2 này. Em hiểu không? À, chúng ta vẽ bằng nét đất. Nhưng mà do ở đây chúng ta thầy giảng nên thầy viết bằng nét liền á, nhưng mà đáng lẽ chúng ta vẽ bằng nét đất B này. C20. À, nếu mà tung độ ta bằng 0 thì nghĩa là nó sẽ nằm trên trục hoành. Đây. 2 0 C này. 0 âm 2, 0 âm 2 đây, D. Xong. Được chưa? Rồi. Ok. Cái chỗ mà để mà ghi cái chỗ C20 á. C20 thì chúng ta chỉ việc ghi là cái điểm C nằm ở điểm 2 trên trục OX. Còn điểm D 0 âm 2 á thì game ghi ở đây cho thầy là cái điểm D nằm ở điểm âm 2 trên trục OI nha. Ta ghi như vậy. Cách ghi chứ. Còn người ta cho bất kỳ cái điểm nào thì chúng ta ví dụ bây giờ thôi đợi trong clip sau quay, trong clip sau thầy sẽ nói về phân số. Ví dụ bây giờ biểu diễn một cái điểm E nó có tọa độ là 1/2 âm 3/4 chẳng hạn thì chúng ta phải biểu diễn như thế nào. Bây giờ trong clip sau thầy sẽ nhắc lại ở cái phần 3 la mã thầy quay clip sau đồ thị để thầy vẽ cho ví dụ cực kỳ nhiều để chúng ta làm nha. Với lại thầy sẽ cho một loạt điểm để thầy biểu diễn lại một lần nữa để trong clip sau cho nó vững, được không nào? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc em học tốt, bye bye nha. Trong clip sau thầy sẽ cho em một loạt điểm để biểu diễn lại và dạy cho em phần 3 la mã cái đồ thị hàm số để biết cách biểu diễn nha. Cái đồ thị cho điểm và làm cho em phần bài tập. Chúc em học tốt, bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Họ làm đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.